Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu phần 1, hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Nhật Bản điều chỉnh giảm GDP quý 2, chứng khoán Á tăng điểm. Giá dầu giảm tiếp trong phiên do không chắc chắn về nhu cầu tại Trung Quốc. Theo chuyên gia, cơ hội giải ngân sẽ sớm trở lại. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình Giờ Cách Sổ ngày 8 tháng 9. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã là VPB, vừa công bố giải tỏa 35% lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018, có tên ESOP 2018. Số lượng giải tỏa dự kiến là 6,05 triệu cổ phiếu, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2020. Năm 2018, VPBank phân phối hết 33,7 triệu cổ phiếu ESOP, dự kiến phát hành cho 837 người lao động. Đến năm 2019, VPBank cũng đã giải tỏa 30% lượng cổ phiếu phát hành ESOP năm 2018, với tổng số lượng giải tỏa hơn 5 triệu cổ phiếu. Như vậy, còn 22 triệu cổ phiếu ESOP năm 2018 của VPBank vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng. Hiện cổ phiếu VAB đang được giao dịch quanh mức 22.750 đồng một cổ phiếu, tăng gần 14% so với đầu năm 2020, và khối lượng giao dịch bình quân đạt 4,2 triệu cổ phiếu một ngày. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đỏ Red Capital vừa đưa ra thông báo đăng ký bán ra cổ phiếu tại tổng công ty Viglacera, mã chứng khoán là VCG. Cụ thể, Red Capital dự kiến bán ra toàn bộ 5.041.110 cổ phiếu VGC. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại VGC sẽ giảm từ 1,12% về còn 0% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, 2020. Theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, ở chiều ngược lại, Gillette chào mua hơn 95 triệu cổ phiếu VGC với giá 17.700 đồng một cổ phiếu, thấp hơn giá thị trường 24,7% nếu so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 9 tới đây, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, mã chứng khoán là VGT, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Dự kiến thời gian thanh toán sẽ là vào ngày 29 tháng 9 năm 2020. Trong vài tháng gần đây, cổ phiếu của VGT giao dịch quanh mức 8.400 đồng một cổ phiếu. So với thời điểm thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng của dịch bệnh vào tháng 3 vừa qua, thì VGT đã tăng khoảng 40%. Như vậy, với 500 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vinatex sẽ chi khoảng 250 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinatex ghi nhận doanh thu đạt 7.043 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2019 và tương đương 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 285,2 tỷ đồng, giảm 22,8% và thực hiện được gần 75% chỉ tiêu cả năm. Cũng liên quan đến việc chi trả cổ tức, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng vừa thông báo sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Theo đó, thì ngày đăng ký cuối cùng là vào ngày 23 tháng 9 và thời gian thực hiện chi trả dự kiến là vào ngày 9 tháng 10 tới. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền GVG sẽ phải chi đợt này là 2.400 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, GVR chỉ ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.965 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 23%, ghi nhận còn 842 tỷ đồng. So với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đặt ra trước đó. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh và các khoản thu giảm khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của GVR âm hơn 1.644 tỷ đồng. Cùng đến với thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Thưa quý vị, trong một động thái bất ngờ, S&P Dow Jones Indices thông báo họ sẽ thêm SC, trang thương mại trực tuyến dành cho các nhà chế tác, vào chỉ số S&P 500 vào cuối tháng 9. Trong khi đó, công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk vẫn chưa thể góp tên vào chỉ số quan trọng này.
Với giá trị vốn hóa thị trường hơn 400 tỷ đô la Mỹ, Tesla hiện có giá trị hơn Toyota, Disney hay Coca-Cola. Sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu Tesla TSLA đã giảm hơn 7% trong phiên giao dịch cùng ngày. Chỉ số S&P 500 là một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Nó được coi là tiêu chuẩn quan trọng để theo dõi sự thành công của các công ty giao dịch công khai lớn nhất ở nước Mỹ. S&P 500 được tính theo vốn hóa thị trường và các thành phần của nó được xác định bởi Ủy ban chỉ số Mỹ tại S&P Dow Jones Indices. Để đủ điều kiện tham gia S&P 500, một công ty phải có trụ sở tại Mỹ, có vốn hóa thị trường ít nhất 8,2 tỷ đô la, có tính thanh khoản cao, có ít nhất 50% cổ phần được cung cấp cho công chúng và quý gần đây nhất thu nhập và tổng thu nhập của 4 quý liên tiếp sau đó phải là số dương. Vào tháng 7, Tesla đã báo cáo quý thứ tư liên tiếp có lãi và vào tháng 8, công ty đã chia cổ phiếu của mình theo tỷ lệ 5-1, khiến cổ phiếu của họ có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà đầu tư bình thường. Thưa quý vị, mặc dù đang vướng lệnh cấm vận từ Mỹ, những thông tin xung quanh việc thâu tóm nhưng trong tháng 8/2020 vừa qua, TikTok đã thu về hơn 88 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu danh sách ứng dụng kiếm tiền tốt nhất trên thế giới. Thống kê từ Sensor Tower, công ty phân tích ứng dụng di động, cho thấy trong tháng 8 vừa qua, TikTok và Douyin, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, chiếm 56% lượt tải về trên toàn cầu, giảm 20% so với tháng 1. Tuy nhiên, ứng dụng này vẫn đang đứng đầu danh sách được tải về nhiều nhất thế giới. Xếp thứ 3 ứng dụng của Mỹ là YouTube, Tinder và Instagram. Tổng doanh thu của TikTok trong tháng 8 đạt 88,1 triệu đô la Mỹ, trong đó thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 85% doanh số, Mỹ đứng thứ 2 với 7,8% và Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 3 với 1,4%. Theo giới phân tích, các ứng dụng của Mỹ đã tranh thủ vươn lên khi TikTok vướng vào lệnh cấm của chính quyền Trump. YouTube ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, đạt doanh thu 83,9 triệu đô la Mỹ, chỉ kém TikTok 4,2 triệu đô la Mỹ. Theo Sensor Tower, người dùng TikTok đang quen dần với việc tiêu tiền vào ứng dụng. Đây là tín hiệu tốt cho cả ứng dụng này lẫn các đối thủ. Việc tiếp cận được lượng người dùng mới từ TikTok cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có thêm nguồn thu tương đối lớn trong tương lai. Sau đây sẽ là một số thông tin nổi bật trên thị trường dầu. Chốt phiên ngày 7 tháng 9, giá dầu Brent giảm 65 xu xuống 42,01 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giảm 70 xu xuống 39,07 đô la Mỹ một thùng. Nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia đã giảm giá bán chính thức trong vòng 10 tháng tới đối với dầu thô Ả Rập Lay mà nước này bán sang châu Á, với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5. Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã mua chậm lại trong tháng 8 và tăng xuất khẩu các sản phẩm của họ. Có rất nhiều bất ổn liên quan tới kinh tế của Trung Quốc và mối quan hệ của họ đối với các quốc gia công nghiệp quan trọng như Mỹ hay châu Âu. Giá dầu cũng bị áp lực giảm khi các công ty của Mỹ tăng cường các giàn khoan mới khi giá dầu hồi phục trong các phiên gần đây. Tiếp theo là một vài thông tin về thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 8 tháng 9. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên ngày thứ ba sau khi Nhật Bản công bố số liệu GDP điều chỉnh cho quý 2. Theo đó, hầu hết các chỉ số chính của thị trường Nhật Bản đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,8%, đóng cửa ở mức 23.270, trong khi chỉ số Topix kết thúc ngày giao dịch tăng 0,69% lên 1.620 điểm. Ngày hôm nay, Nhật Bản đã công bố số liệu GDP điều chỉnh quý 2 giảm 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tệ hơn so với ước tính giảm 27,8% đưa ra hồi giữa tháng 8. Sau khi công bố dữ liệu, đồng yên Nhật giao dịch ở mức 106,23 mỗi đô la, sau khi chứng kiến mức thấp nhất trước đó là 106,31 so với đồng bạc xanh. Theo Takuji Okubo, giám đốc khu vực Bắc Á của The Economic Corporate Network, giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 là quý tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ hai. Dù vậy, khi trả lời phỏng vấn của CNBC, ông cho rằng trong giai đoạn trung hạn, nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà phục hồi. Cổ phiếu tại các thị trường cũng đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,3% tính đến thời điểm giao dịch cuối cùng. Cổ phiếu của công ty nước đóng chai Trung Quốc Nong Fu Prince đã tăng hơn 80% so với giờ phát hành trong lần đầu ra mắt tại Hồng Kông. Chứng khoán Trung Quốc đại lục cùng đà tăng với thị trường chung khi Shanghai Composite tăng 0,72% lên khoảng 3.316 điểm. Còn tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 0,74%, đóng cửa ở mức 2.401 điểm. S&P ASX 200 của Úc cũng tăng 1,06% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 6.007 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI của châu Á tăng 0,46%. Mời quý vị cùng Ngọc Mai quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN Index hồi phục về ngưỡng 888 điểm, giảm nhẹ so với tham chiếu. Nhưng điều đáng nói là tỷ lệ mã tăng giảm đã thu hẹp đáng kể. So với mức 105 mã tăng trên 267 mã giảm giữa phiên, thì tỷ lệ đã thu hẹp về 159 trên 212 vào cuối phiên. Nhiều cổ phiếu đã lấy lại được sắc xanh, dù lằn ranh tăng giảm đang khá mong manh khi biên độ dao động quá hẹp. Phiên giao dịch buổi chiều 8 tháng 9 diễn ra sôi động khi cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng bất ngờ đảo chiều tăng khá nhanh. Cổ phiếu ngành ngân hàng cũng đạt khối lượng giao dịch khá cao. ACB đứng đầu bằng thanh khoản với gần 12,3 triệu cổ phiếu được trao tay. Nhóm cổ phiếu ngành nông nghiệp, lương thực, thực phẩm tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với những cái tên đáng chú ý như SSN, VNH, ICS, VHC, v.v. Chốt phiên, VN Index tăng gần 2 điểm, lên ngưỡng 890 điểm, HNX Index giảm 0,5%, còn 124,8 điểm. Thanh khoản hai sàn ở mức khá cao với gần 5.800 tỷ trên HOSE và 680 tỷ trên HNX. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cái Sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ, và ngay sau đây hãy cùng Ngọc Mai theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Kiều và ông Lê Anh Trí đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích chuyên sâu trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 8 tháng 9 năm 2020. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ, cảm ơn anh đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa anh thì mức 880 điểm là một mức hỗ trợ khá tốt của thị trường. Vậy thì sau phiên test ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa, thì theo anh rằng liệu rằng nhà đầu tư đã có thể yên tâm với thị trường hơn hay chưa ạ? Để đánh giá về cái mức hỗ trợ 880 hay không thì chúng ta để về phần sau tôi sẽ đánh giá lại cái mức hỗ trợ này. Tuy nhiên thì để nhìn nhận lại về cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể nhận thấy là tâm lý nhà đầu tư nó bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Cái việc mà giảm hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua từ mức quanh mức 900 điểm về tới mức 888 điểm thì đã khá lâu rồi thị trường đã một trong cái xu hướng tăng trong suốt tháng 8 và những cái phiên giao dịch khá là hứng khởi của đầu tháng 9 thì thị trường vẫn đang có một cái sự kỳ vọng nào đó khi mà vượt qua được cái mức 900. Tuy nhiên thì cái phiên giao dịch ngày hôm qua nó khiến cho khá nhiều nhà đầu tư họ mang cái tâm trạng là áp lực chốt lời sẽ đến mạnh và cả trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên thì với những diễn biến giao dịch ngày hôm nay chúng tôi lại nhận thấy một cái sự giằng co khá là trong một cái biên độ khá hẹp chứ không quá là hoảng loạn so giống cái không có bị ảnh hưởng quá mạnh bởi cái phiên giao dịch ngày hôm và điểm hôm thứ hai. Thì hầu hết các cổ phiếu trong phiên giao dịch buổi sáng thì chúng tôi nhận thấy là cái việc mà giúp thì chỉ số tăng điểm tích cực á, thì đến như cổ phiếu là BCM của công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Becamex thì đã có phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp và cái vốn hóa của cổ phiếu này khi bắt đầu chuyển sang sàn thành phố thì ở mức là nằm trong nhóm 23 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất. Thì trong sau 6 phiên vừa rồi thì cổ phiếu này đã nằm ở trong nhóm khoảng 17-18 cổ phiếu đã có sự vốn hóa lớn nhất sàn này và đã tác động tương đối tích cực đến chỉ số. Trong khi thì những cái nhóm cổ phiếu mà có cái vai trò mà vốn hóa lớn và mang tính truyền thống khác trước đây ở trên sàn HOSE á, ví dụ như là Vincom thì có sự tăng giảm trong phiên buổi sáng buổi chiều khá là đan xen và những cổ phiếu khác như trong nhóm ngân hàng cũng vậy, cũng có những cái sự phân hóa rất là giằng co rất là biến động rất là thận trọng trong phiên hôm nay, giống như là trong cùng nhóm ngân hàng đi thì có khá nhiều cổ phiếu, có cổ phiếu xanh, có cổ phiếu giảm như là CTG hoặc là BIDV, trong khi cái nhóm giảm có Vietcombank. Ngoài ra thì các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây áp lực giảm điểm trong phiên hôm nay thì cũng có thể kể đến như là Vinamilk hoặc Sapeco cũng chịu một cái sự áp lực bán tương đối mạnh. Tuy nhiên thì cái mức độ giảm điểm như vậy theo tôi đánh giá là không cao. Thì đó, cái đó sự tâm lý thận trọng như vậy thì tôi cho rằng là nó đang phản ánh một cái sự thận trọng khi không vượt qua được mức 900. Và cái thứ hai là áp lực chốt lời đang đến ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên thì sau đó khi mà thị trường đã giảm trong một cái biên độ tăng giảm cộng trừ khoảng 6 điểm trong phiên ngày hôm nay thì bắt đầu nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một cái mức hỗ trợ như câu hỏi của Kiều có đề cập đến là cái mức 880. Tuy nhiên thì trong phiên giao dịch hôm nay chỉ số Việt Nam Index cũng chưa chạm tới mức này và thấp nhất đâu đó quanh mức 884. Xét về mặt yếu tố hỗ trợ về mặt kỹ thuật của chỉ số này á, thì trong cái giới phân tích kỹ thuật chúng ta cũng có thể nhìn thấy được ở cái mức là 870 đến 880 sẽ là một cái đường trung bình di động MA200 của chỉ số Vietnam Index và rất nhiều nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng rằng nếu thị trường có điều chỉnh ở trong giai đoạn hiện tại và trong tuần này hoặc tuần sau á, thì cái mức hỗ trợ này nó sẽ phát huy tác dụng. Thì tôi cũng cho rằng là cái mức hỗ trợ 880 sẽ và cái vùng điểm quanh 870 đến 880 sẽ là một cái vùng hỗ trợ đầu tiên khá tốt cho thị trường.
Tuy nhiên thì sau đó nếu giả sử trong một kịch bản mà thị trường có thể bị bán mạnh hơn đâu đó thì chúng tôi vẫn đánh giá là cái vùng hỗ trợ tiếp theo sâu hơn một chút thôi, có thể là quanh đâu đó 850 điểm cũng sẽ là một cái mức hỗ trợ mạnh hơn. Tuy nhiên thì với kỳ vọng mà chuẩn bị cho các cái chiến lược sắp tới, ví dụ như là đón sóng kết quả kinh doanh quý 3 hoặc là một số cái câu chuyện tích cực khác, thì chúng tôi cho rằng là cái vùng hỗ trợ 870 đến 880 cũng sẽ đang là một cái vòng hỗ trợ tương đối tốt, và trong 1-2 tuần tới đây thì đây vẫn sẽ là một cái vùng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư tốt và có thể giúp cho thị trường nó sẽ có những cải thiện tích cực hơn sau khi những cổ phiếu vốn hóa lớn có điều chỉnh thêm một chút nữa. Dạ vâng ạ. Thưa anh, thì trong bối cảnh này thì cũng có một số khuyến nghị cho rằng là các nhà đầu tư của chúng ta nên giảm tỷ trọng danh mục xuống từ 25 đến 45%. Và bên cạnh đó thì đối với những nhà đầu tư mà đang giữ tỷ trọng danh mục cao á thì có thể tận dụng những cái nhịp tăng điểm của thị trường để mà bán trading giảm tỷ trọng xuống ở những cái vị thế ngắn hạn hơn ở trong danh mục. Thì anh nhận định như thế nào về những cái khuyến nghị này ạ? Với những khuyến nghị như vậy thì tôi cho rằng nó chỉ là mang những tính chất khá, tại vì rất nhiều nhà đầu tư với những cái vị thế khác nhau thì gần như là không có một cái câu khuyến nghị chung nào có thể chính xác hoàn toàn cho tất cả các nhà đầu tư được. Tuy nhiên thì cái khuyến nghị này tôi cho rằng là cái việc giảm tỷ trọng cổ phiếu sẽ phù hợp với những cái nhà đầu tư mà họ thường sử dụng cái tỷ lệ đòn bẩy cao và nhằm thường trading ở những cái nhóm cổ phiếu mà có cái tính tương quan cao với thị trường. Vì với những nhà đầu tư mà họ đang kỳ vọng về cái việc thị trường có thể bị điều chỉnh giảm điểm thêm, ngoài cái yếu tố là thị trường Việt Nam thì có thể đâu đó là những cái diễn biến đang giảm mạnh ở thị trường chứng khoán Mỹ trong những cái phiên trước đây như còn đây á, thì sau khi nó suốt một cái quá trình tăng điểm rất là mạnh thì đang bắt đầu bước vào những cái phiên điều chỉnh mạnh, thì nhiều nhà đầu tư họ cũng lo ngại rằng là tâm lý nhà đầu tư Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố này. Thì có, nếu với những nhà đầu tư đã tin tưởng vào cái xu hướng và khả năng như vậy thì cái việc mà bán hạ tỷ trọng cổ phiếu là hoàn toàn hợp lý, và đặc biệt là những nhà đầu tư nào mà dùng cái tỷ lệ đòn bẩy cao thì nên hạ tỷ trọng tương đối sớm. Giống như phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta thấy là có rất nhiều nhà cổ phiếu vẫn có một cái sự tăng điểm và đóng cửa tương đối tích cực, thì đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng. Tuy nhiên thì với quan điểm của cá nhân tôi thì cái khuyến nghị chung như vậy nó sẽ không phù hợp với khá nhiều nhà đầu tư khi họ đang nắm giữ những cái danh mục mà có những cái nhóm cổ phiếu tiếp tục đang có xu hướng tăng điểm tốt, và rất nhiều cổ phiếu nó đang thể hiện được cái sự là tăng điểm nhờ sự kỳ vọng ở trong tương lai gần của nhiều doanh nghiệp. Khi họ nắm bắt được những cơ hội trong tương lai gần như là quý 3, quý 4 sắp tới hoặc là trong một vài năm tới, thì tôi nhận thấy là có khá nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều cổ phiếu vẫn đang giữ được cái đà tăng trưởng tốt, thì nhiều cổ phiếu đã tiếp tục phá cái đỉnh trong những thời gian dài vừa qua như là mã KSP hoặc là BCM, nhưng câu chuyện gần đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy, hoặc là một số doanh nghiệp khác cũng đang cố gắng vượt qua cái mức đỉnh của nhiều năm trở lại đây như là FMC hoặc là một số ngành lương thực thực phẩm cũng đang tạo được cái xu hướng tăng tốt như vậy. Thì đó là câu chuyện mà tôi cho rằng là cái việc giữ tỷ trọng nào đó thấp hay đó nó chỉ phù hợp với những cái nhà đầu tư mà trading ngắn hạn và phù hợp với những cổ phiếu mà biến động mạnh theo thị trường. Còn chiến lược giả sử trong cái trường hợp mà thị trường có tiếp tục điều chỉnh như người ta những nhà đầu tư này họ nhận định á, thì chúng tôi cho rằng là cái chiến lược tiếp theo chúng ta cũng nên cân nhắc về cái việc mà sớm giải ngân trở lại ở nhóm cổ phiếu nào để đón đầu cái xuống kết quả kinh doanh quý 3 nó sẽ quan trọng không kém. Và đây sẽ là cái cơ hội tốt, nếu mà thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong cái nhịp điều chỉnh này. Dạ vâng, thưa anh, thì quan sát cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì bên cạnh những cái nhóm ngành cổ phiếu mà tăng tích cực như là ngân hàng hay là các cái cổ phiếu nông nghiệp mà chúng ta đã có cái cuộc trao đổi ngày hôm qua với chuyên gia, thì hôm nay tôi thấy là các cổ phiếu của nhóm ngành thực phẩm cũng tăng rất là tốt. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do của cái điều này ạ? Thì trong câu hỏi Thanh Kiều có đề cập đến nhóm ngân hàng, thì tôi cũng có đính chính một chút là nhóm ngân hàng hôm nay cũng có sự phân hóa và cũng không hoàn toàn là cả một cái nhóm ngành nó có sự tăng điểm tích cực. Tuy nhiên thì cái nhóm ngành lương thực thực phẩm thì thực sự là một cái nhóm ngành khá là ấn tượng, bởi vì sau cái khi mà cái hiệp định EVFTA bắt đầu chính thức có hiệu lực thì khá nhiều doanh nghiệp trong ngành này, trong đó đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu gạo hoặc là xuất khẩu thủy sản thì đang bắt đầu nắm bắt được những cơ hội khi mà cái mức thuế được đưa về cái mức gần như 0%, và nhiều doanh nghiệp họ đã lấy được những cái quota để xuất khẩu hàng hóa như là gạo hoặc là thủy sản đó, thì họ đang tạo được cái xu hướng và cái sự chú ý rất lớn từ các nhà đầu tư. Vì vậy thì có khá nhiều cổ phiếu đã tăng rất là mạnh, và đặc biệt là có một số cổ phiếu mà có cái tính thanh khoản thấp ở trên thị trường thì lại càng dễ tăng. Và tôi cũng cho rằng là có một vài cổ phiếu này họ tăng điểm rất là mạnh là bởi vì có khả năng sắp tới là một số doanh nghiệp họ sẽ chốt cái ngày chi trả cổ tức trong cái năm 2019 và dự báo họ thể hưởng ứng cổ tức cho năm 2020. Thì những cái cổ phiếu này là họ có một cái đặc điểm là cơ cấu cổ đông khá là cô đặc, và trước đây là thanh khoản tương đối thấp và những nhà đầu tư trên thị trường ít biết tới. Vì vậy thì đây là một cái thời điểm tốt khi mà những cổ phiếu thị trường đang nằm trong giai đoạn thận trọng mà điều chỉnh, thì những cái dòng tiền có xu hướng đi tìm sang những câu chuyện như vậy. Và do đó là lý do tại sao tôi nhận thấy là có khá nhiều cái nhóm ngành cổ phiếu trong ngành lương thực thực phẩm cũng như là những cái nhóm ngành gọi là cổ phiếu có thể gọi là phòng thủ trước đây họ ít được chú ý, thì hôm nay trong phiên giao dịch hôm nay tăng khá là mạnh. Ngoài cái nhóm lương thực thực phẩm thì tôi cũng nhận thấy là cổ phiếu ngành dược đóng phiên cũng có một ấn tượng khá là cao.
Thì đó là những cái câu chuyện mà lý do tại sao những cái nhóm cổ phiếu này nó tăng mạnh như vậy. Và tôi cho rằng là với một cái sự chú ý và kỳ vọng nhất định trong cái tương lai gần thì nhóm ngành lương thực thực phẩm sắp tới và đang có nhiều cổ phiếu vẫn đang bị định giá thấp, thì tôi cho rằng đây là những cái cổ phiếu có nhiều tiềm năng trong thời gian sắp tới. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn anh về những ý kiến chia sẻ vừa rồi ạ. Mong rằng quý nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những lời khuyên thật sự ý nghĩa. Những phân tích vừa rồi của ông Lê Anh Trí cũng đã kết thúc chương trình Giờ Cash Show hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giờ Cash Show tiếp theo.